xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác chiếc máy bơm chạy năng lượng mặt trời có công suất rất là lớn. Tí nữa em sẽ quay rõ hơn về cái thông số kỹ thuật của nó cho các bác xem. Trước tiên, các bác nhìn về ngoại hình. Đối với con máy bơm này, phù hợp với lại các bác nào mà làm ao ấy, hoặc là làm nương rẫy, tưới tiêu, hoặc là những nơi không có điện, thì sử dụng con này rất tuyệt vời. Ví dụ bác nào làm ao mà chế được cái bộ tạo ra oxy đấy, thì các bác cứ bơm con này vào là nó ra, nó lên nước thì các bác tạo oxy rất tuyệt vời luôn. Cứ có nắng là chạy đấy. Đấu nối thì cực kỳ đơn giản, không có gì cả. Mặt trên và mặt dưới của nó thì được cấu tạo bằng gang thép đúc, còn cái thân giữa của nó được cấu tạo bằng inox không gỉ. Đấy, cho phép các bác sử dụng con này quá bền luôn. Đối với con máy bơm này bảo hành là 18 tháng. Ở phía dưới các bác có thể nhìn thấy đây kiểu như là cái chõ đấy. Máy bơm chúng ta hay gọi là cái chõ, nhưng đây là máy bơm chìm. Thì ở phía dưới nó được thiết kế bằng những cái lỗ để nó hút nước. Ở đây các bác có thể, nếu mà dùng ao làm ao nha, các bác có thể là làm một cái phao cho nó nổi lên trên phía trên ấy. Thì là nó hút rất là tuyệt vời, bởi vì nó không bị dính bùn. Con này thì có thể là hút được ở dưới ao mương đấy, thì vẫn hút được. Em sẽ đo cái kích thước để cho các bác hình dung ra được con này nó có kích thước là bao nhiêu. Đối với cái chiều dài của nó là 44 cm, các bác 44 cm. Các bác có thể hình dung ra con này nha, bởi vì quay lên video có thể nó nhỏ, nhưng mà đây em đo kích thước thực tế luôn, nhìn gần vào rất là to luôn. Chiều dài là 44 cm. Đối với cái chiều ngang của nó thì khó đo, cái không biết các bác nhìn có rõ không. Thôi em đo trước cái phi của nó, ống già đấy. Ở đây các bác có thể là dùng những cái ống to hơn nhé, để các bác ốp vào đây, các bác ốp vào để làm một cái nguồn ra. Đối với cái kích thước trong thì là nó rơi vào khoảng 6 cm. Còn nếu mà ở cái vòng ngoài, các bác mà ốp cái ống vòng ngoài thì đây nó hơn 7 cm. Đấy, hơn 7 cm, mà cái phi của nó như vậy là rất là to luôn. Đối với con này thì em đã bán rất là nhiều, chưa có một khách nào phải ý kiến hoặc phải kêu ca gì về con này, bởi vì nó chạy rất là tuyệt vời. Cái đầu dây của nó được cố định ở cái tay cầm như này, rất là chắc chắn. Đối với con này, bảo hành là 18 tháng các bác nhé. Bảo hành 18 tháng, bảo hành 5 rưỡi. Với cái dây điện của nó thì nó được thiết kế dài 5 mét. Dài 5 mét, dây rất to. Dây đảm bảo tiêu chuẩn. Ở đây cái đầu của nó đây thì các bác về các bác chỉ việc chích ra hai cái đầu âm dương là các bác có thể đấu trực tiếp vào tấm pin năng lượng mặt trời là nó chạy rồi các bác nhé. Không cần phải qua một cái gì hết. Đấy, các bác về các bác cắt đoạn này đi này. Cắt đi. Bởi vì mua máy bơm nó có thiết kế sẵn thế rồi. Hoặc các bác nào mà chế được cái ổ của nó thì các bác chỉ việc đấu vào cái ổ ba chạc đây của nó là chạy được. Rất đơn giản. Sau đây em sẽ đo về cái thông số kỹ thuật của nó để cho các bác xem nhé. Về thông số kỹ thuật của nó, ở đây nó được gắn trên thân máy các bác nhé. Các bác có thể nghe em giới thiệu qua về con này. Đây model của nó nhé, ZQB 348/60. Đấy, đối với cái điện áp đầu vào của nó là 48V đến 60V DC. Đấy, như vậy là các bác sử dụng cho em là 2 tấm 450 là đã chạy được rồi nhé. Các bác mà muốn nó khỏe thì các bác sử dụng cho em là 3 tấm hoặc 4 tấm. Đấy. Thì con này nó kéo rất là khỏe, chạy full luôn. Chỉ sợ các bác không có sức để các bác tưới.
Còn con này nó cái đầu da của nó phun rất là khỏe luôn, rất là mạnh. Khách lấy nhiều lắm các bạn. Con này chạy 48V đến 60V thì các bác đấu pin song song. Đấy. Đối với cái công suất mắc của nó là 45 m³/giờ. Đấy các bác nhìn nhá, 45 m³/giờ, các bác tưởng tượng ra là 45 m³ nước nó nhiều như thế nào mà trên có 1 giờ. Đấy. Thì đối với cái loại này nó lại hút sâu có 13 m thôi, hút sâu 13 m, nhưng mà nó đẩy xa tận 200 m. Đấy, công suất của nó là 800W. Công suất 800W. Trên thực tế nó đã test thử nghiệm là con này đẩy xa khoảng 200m và với cái độ dốc là 15 độ. Công suất ra là 800W. Công suất 800W. Như vậy là cái công suất của nó rất lớn. Nếu như bác nào muốn đẩy xa thì các bác dùng 3 đến 4 tấm thì nó đẩy rất là tuyệt vời. Các bác tưới tiêu hoặc là dùng những cái nơi mà các bác không có điện ấy, hoặc làm ao, các bác cứ cho con này xả oxy cả ngày luôn, tạo cái vòi oxy đấy, các bác có thể sáng tạo ra, các bác cứ phun nó lên thôi thì các bác chạy quanh năm ngày tháng luôn, cứ có nắng là chạy. Đấy thì các bác làm ao các bác biết rồi, một tháng các bác tốn rất nhiều tiền điện về cái bơm tạo oxy. Đấy, còn cái ống da của nó thì rất to rồi. Các bác dùng con này thì sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí về tiền điện, bởi vì nó sử dụng năng lượng mặt trời thì cứ có nắng là nó chạy thôi. Đấy, hiệu quả cực kỳ cao. Đấy, đối với cái phía dưới của nó này, em đo lại 16 phân các bác nhé, 16 phân, cái đế đít của nó là 16 phân. Đặc biệt là con này nó được bảo hành là 18 tháng. Các bác có vấn đề gì alo phát là xong luôn. Đối với cái thân giữa của nó, em cũng quay cái góc độ thực tế để cho các bác xem. Với góc độ này thì các bác cũng khó các bác tưởng tượng được. Ở đây nó có kích thước là hơn 12cm tí. Thì căn cứ vào kích thước này, các bác có thể kẻ ra đất hoặc là kẻ ra cái nền nhà đấy để tưởng tượng cho con này nó kích thước nó to như thế nào nhá. Đấy, ở cái ống của nó này, ống phía dưới của nó em sẽ quay về cái gờ phía dưới, phía trên thì không nói rồi, còn ở phía dưới đây cái ống da của nó sẽ có một cái gờ ở phía dưới để cho các bác, ví dụ như các bác mà dùng cái ống to hơn các bác đút vào đây thì nó sẽ có một cái gờ như này để nó giữ. Đấy, ví dụ ống to các bác ốp vào đây, sau đó các bác hơ nóng lên thì nó sẽ giữ rất là chặt. Riêng con này các bác bơm thì thôi rồi, 45 m³/giờ, 45 m³/giờ rất là lớn. Bây giờ các bác có thể nhìn lại cái thông số kỹ thuật của nó một lần nữa. Và em sẽ đi lấy một cái bơm khác nữa để cho các bác xem. Đấy, việc sử dụng máy bơm năng lượng mặt trời thì nó có rất nhiều loại. Đấy, các bác cần tư vấn gì thì hoặc là mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Bởi vì trên thực tế mà các bác sử dụng cái năng lượng mặt trời mà sử dụng điện AC ấy, cho cái máy bơm chạy AC thì nó rất là khó khăn. Bởi vì cái bản chất của cái động cơ máy bơm này, cái motor máy bơm này nó rất khó chịu. Nếu mà các bác sử dụng kích điện mà dùng máy bơm thì không thể dùng. Đấy, em khẳng định. Nếu mà dùng với công suất lớn thì không thể ấy được. Đấy, bên em còn rất nhiều loại máy bơm hỏa tiễn khác nhau. Đấy, về cái tem nó gắn ở đây thì có thể là cạo đi được các bạn. Cạo đi được, bởi vì cái tem này thực tế thì không cần thiết, bởi vì khi các bác sử dụng xuống nước thì nó đã mờ hết rồi. Đấy, các bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.